Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, thợ săn kho báu. Và tình hình mình đứng trên đây nhưng mà ở dưới kìa có thanh niên bắn súng. Bắn súng hình như là súng, ui súng đạn lửa. Trời đất. Ui nguy hiểm, mình phải xử bắn tên đó mới được. Mày thì dám bắn súng đạn lửa nè. Nhỡ mà nó lạc đạn, nó bắn trúng mình hoặc là trúng cái cây nè, là cháy cái nhà cây của mình là nguy hiểm đấy. Sợ thiệt sự. Và hôm qua thì mình có đào được một ít kim cương nè, thế nên hôm nay mình sẽ bắt đầu sử dụng kim cương này để mình chế tạo thành một cái bộ giáp cho mình ha. Đầu tiên là mình sẽ làm một cái quần rớt, sau đó là một cái nón, và cuối cùng là một cái ổng ha. Rồi rồi, lên đồ thôi. Full giáp liền. Cái ba lô thì mình vẫn dùng cái ba lô coca ha, để có gì mình còn kiểu như là nạp tự nạp coca được. Còn về vũ khí thì sao? Ngoài cái cây chùy này mình nhặt được trong một cái con tàu hải tặc thì chắc mình sẽ chế tạo thêm một cái vũ khí nữa đi. Vũ khí tầm gần ha. Cái này thì nó sẽ có tốc độ đánh cao hơn nè, và sát thương cũng cao hơn. Nó chính là một cái cây katana. Wow, cái này thì nó có tới tận 2.4 tốc độ đánh lận. Ui, nhìn nó nhỏ nhắn gì thôi nhưng mà nó khá là khỏe đấy. Được nha. Mình sẽ mang theo hai cái vũ khí này khi mà chiến đấu ha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lên đường thôi. Bữa nay, nhiệm vụ chính của mình đó chính là tìm một cái vị sư phụ để mình có thể trả cái nhiệm vụ nè. Gì đâu mà sư phụ giao nhiệm vụ xong đi trốn luôn rồi. Sư phụ chơi bịp rồi. Trên đường đi thì mình còn phát hiện một cái tổng bộ hải quân khác nữa. Vậy là cái tổng bộ hải quân này nó nằm khá là xa cái chỗ tổng bộ hải quân mà lúc mới vào thế giới mình gặp ha. Chắc bữa nay mình trụng thiệt luôn á, mình trụng cái tổng bộ hải quân này luôn. Mới vào thế giới mình còn ráng chứ bây giờ mình có vũ khí rồi, có áo giáp, cũng như là một cái năng lực trái quỷ nữa, nên mình cũng bớt ráng hơn rồi. Chưa, bây giờ mình coi hai cây. Mình mới có hai cây quan sát à. Cũng căng hẳn phết đấy. Súng ống và đạn dược chuẩn bị đầy đủ nha. Kèo này hơi căng á. Chuẩn bị vô chiến đấu nào. Cái cổng đây. Wow, chưa gì đã có thanh niên đứng chờ sẵn mình rồi. Thích như nào. Mình có cây katana hơi bị xịn. Vô đây. Ngươi mở cửa thì ta đóng cửa. Như nào? Chiến thuật đấy. Rồi. Cú đấm của người máy nè. Mình sẽ dùng tuyệt chiêu của mình luôn. Giỡn mặt hả? Tuyệt chiêu của người máy hơi bị mạnh đó nha. Wow. Tầng dưới có vẻ khá là ít, kiểu như là hải quân canh gác á, nên cũng khá là dễ dàng cho mình vượt qua. Rồi. Ôi. Những cái tên hải quân kia mà chết ấy, thỉnh thoảng sẽ rơi ra mấy cái mảnh giống như là mảnh gai vậy. Mình đụng vô mất rất là nhiều máu luôn nha. Kết liễu thôi. Ui. Bọn chúng đánh thì không đau nhưng mà mấy cái mảnh của chúng thì rất là đau ha. Có thanh niên cầm súng kìa. Được lắm. Để mình bật kỹ năng trái quỷ mình lên. Ui, hắn chết rồi. Mình chưa kịp tấn công nên hắn lên ngẫm cua tỏi rồi. Rồi luôn cháy rồi. Thôi xong lại mang tiếng tiếp. Sao kỳ vậy ta? Mình mà tấn công khu vực nào rồi y như rằng khu vực đó bị cháy á. Rồi. Năng lực trái quỷ mình nè. Nó một viên đạn thôi. Quét sạch được nguyên cả một cái đường dài luôn. Ở đây vẫn còn nè. Cái này chắc là đầu bếp á. Nhiều đồ ăn vậy. Có cola nữa. Mình sẽ kiếm thêm đồ ăn một xíu mình sẽ ăn để hồi phục lại ha. Ui, cả đống súp luôn. Tha hồ cho mình ăn. Rồi sơ bộ thì tầng này cũng chỉ có vậy thôi. Mà nó còn có sách nữa. Mình đang thiếu sách. Đường lên để coi. Trời sao nó cháy lan nhanh vậy. Mình chưa khám phá nữa. Để mình tranh thủ mình lên đi. Đã lỡ mang tiếng rồi. Lên thôi. Ui, nó cháy rụi hết rồi. Cái này là cái phòng ngủ. Phòng ngủ tiếp luôn. Oh man. Ê, rương. Bàn cường hóa. Rồi nó cháy lan tới căn phòng này luôn rồi. Ây da. Cháy.
Trời ơi, thanh niên này cầm cái đại bác định làm gì nữa anh? Bình tĩnh anh bạn à, bình tĩnh đi. Ui sao mở mấy cái rương này ta, cháy quá. Thiệt luôn á. Chuyến đi tấn công tổng bộ hải quân bất ổn. Ui. Ouch. Đã có phó đô đốc xuất hiện rồi. Bác cô. Ồ, một phó đô đốc xuất hiện để tấn công mình cơ. À, thanh niên này láo nhờ. Láo tét. Này thì láo tét, bắn cái gì. Ôi, mình có nhìn nhầm không vậy? Ôi, hình như phó đô đốc đó té từ trên kia rớt xuống ngẫm củ tỏi rồi. Vừa cái bụng mình lắm. Chưa, để mình lên đó mình lút cái rương coi. Mình thấy cái rương mà chưa kịp lút nữa. Thiệt tình luôn á, cháy khó chịu ghê á. Đây, ba cô. Cẩn thận nha. Vì cái rương này. Ồ, cái rương nó có cái cọng kìa. Được, một xíu mình sẽ cọng mấy thanh niên đó lại ha. Ủa cái gì? Ui, cái cọng này làm bằng hải lâu thạch. Mình đụng vô là mình sẽ bị yếu đuối liền. Ôi, không được rồi. Mình lỡ ăn trái quỷ nên không có thể giữ cái cọng đó trong người được. Ui, nguy hiểm quá ta. Ba cô tiếp. Còn nhiều rương lắm. Ồ, vũ khí mới. Có một cái ống nước nè, lượm luôn. Cái túi tri nã nữa. Wow. Ờ, chắc mình sẽ vứt bớt mấy cái bát súp đi. Mình ăn cá cũng được, đồ ăn này mình không giữ cũng không sao đâu ha. Vứt bớt. Mình chừa lại đồ ăn của mình thôi. Kiếm hải quân nè. Túi tiền hả? Túi tiền thì mình sẽ bỏ túi luôn. Ê, nhìn cái gì? Ê, không móc súng ra bắn nha. Mình sẽ trừ khử cái thanh niên này trước rồi đó. Kẻo một hồi lấy súng ra bắn mình là mệt á. Ok. Ui. Thanh kiếm đó giống như là... Ôi. Thanh niên đó kiểu như bọc haki vô kiếm kìa. Cái kiếm chuyển sang màu đen kìa. Cái tay các bạn thấy lạ không? Nguy hiểm đó, đối tượng nguy hiểm. Mình sẽ bắn đối tượng đó. Ừ, xuống dưới đi. Không chơi tấn công tầm xa nha. Để mình còn lút rương đâu coi. Thấy nhiều rương quá. Ôi, túi chi nã rồi ba lô nữa nè. Wow. Kiếm hải tạc. Lượm luôn. Trời, cái này là gì vậy? Ouch. Cái gì? Ui, thanh niên kia cầm. Đối tượng cầm đại bác bắn mình. Bây giờ có một vài đối tượng kiểu cầm súng đại bác ra bắn mình đó. Ok, cháy kìa, chiều bụng lắm, bắn luôn. Headshot nè. Ui, nữa. Không được rồi, phải tấn công. Này thì bắn. Còn gì giá trị không? Ui sao đây nhiều thư tri não mà không biết tri não ai nữa. Mà quá trời thư tri não luôn. Còn một cái rương trong kia nữa kìa. Mở nốt luôn coi. Không bỏ lỡ được. À, có tiền thôi. Rồi, sơ bộ thì tầng này chủ yếu là những cái món đồ thư tri nã đồ ha. Ok, giờ mình sẽ ba cô lên trên để chúng ta tiếp tục khám phá. Ồ, đây là tầng cao nhất hay sao nè. Ồ, được quá ta. Ê cha, còn có gũ sake đâu nữa nè. Được nha, có áo đẹp, mặc luôn. Trời, lộc hải quân nha, không bơi cướp biển nha. Được. Còn có thịt của con du biển nữa nè. Được á. Nói chung tổng bộ hải quân này cũng khá là giàu ấy. Và còn có rương trái quỷ nữa. Oh. Thêm được hai cái dial luôn. Một cái Milky dial với một cái Flame dial ha. Mà tiếc là mấy cái cọng này mình... Ừ, mình bỏ vô ba lô được không? À, mình bỏ vô ba lô được. Oh, được ta. Mình sẽ lấy một cái cọng này về làm kỷ niệm á. Lần đầu đi chinh phục tổng bộ hải quân. Phải có quà mang về chứ. Cái rương trái quỷ mình sẽ cất vô luôn nha. Uầy, thích thiệt sự. Rồi. Ơ, như vậy là xong rồi. Wow. Tính ra mình đánh chiếm cái tổng bộ hải quân này đúng nhanh luôn á. Chắc tại là do nó bị cháy ấy. Thôi thì chắc bây giờ mình sẽ đi tiếp thôi. Ừ, hình như nó còn cái nhà ngục ở dưới thì phải. Ồ, chính xác rồi. Dưới này còn nhà ngục nè. Có dấu rương không? Để mình khám phá thử coi. À, cái nhà ngục dưới này thì không có bắt nhốt ai hết á. Ok, tưởng đâu có bắt nhốt là mình sẽ giải cứu luôn. Còn không thì bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi cái tổng bộ hải quân này. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Hành trình đi tìm vị sư phụ để trả nhiệm vụ của mình nó
khá là gian truân á. Mình gặp được một cái lâu đài gì nè. Wow, cạnh cái tổng bộ hải quân luôn á. Nhìn cũng khá là đẹp đấy chứ. Ê, có lồng spawn. À, đây là chỗ của mấy thanh niên cướp dân làng, dám bắt cóc dân làng. Trời đất. Ôi, thì ra có dân làng bị bắt cóc à. Được, các bác yên tâm, đợi tôi bỏ túi mấy cái này cái đã. Rồi tôi cứu mấy bác, đợi tôi một xíu. À, bọn cướp dân làng láo tét đâu bọn ngươi? Các ngươi phải trả giá nào. Này thì cướp dân làng hả? Cướp dân làng hả? Cướp với chả bóc. Súng rồi, mình lên đạn cái đó. Mình bật kỹ năng của trái quỷ mình lên luôn. Mình gặp tên đó mình xử bắn nó liền ha. Cái tội dám bắt cóc dân làng. Đâu rồi? Ồ, có vẻ bọn chúng sợ quá, bọn chúng chuồn hết rồi. Ok, vậy thôi mình sẽ trở lại và giải cứu dân làng ha. Rồi, mấy bác được tự do rồi đó. Đây, mở lối đi luôn nè. Đi ra lối này đi. Ở đây có một người bán cho mình một cái thanh kiếm hơi bị đẹp luôn. Sandai Kitetsu. Ui, cây kiếm này bán có 5.300 thôi mà mình không có tiền mua, trời. Ôi, mình thiệt là nghèo nàn mà. Bán đồ hiếm mà mình không có tiền mua, thế mới cày ấy chứ. Thôi được rồi, đó là động lực để mình cày cuốc tiền mới được. Mình không thể nghèo nàn như vậy được. Chuyến này về là mình phải đi săn tàu hải quân hoặc là tàu hải tặc á, để chúng ta kiếm tiền thôi. Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Trời ơi, thiệt tình luôn, không ngại đi đâu vậy sư phụ. Chơi mà chơi núp. Trời, mình đã trả nhiệm vụ rồi. Và bây giờ... mình học được một kỹ năng mới rồi nè. Kỹ năng có tên là Spin Brow. Xoay hả? Spin là xoay đúng không? Đâu? Xoay thử coi. À, thì ra mày chọn cái chết. Kỹ năng spin này là mình sẽ nắm cái địch rồi mình xoay vòng vòng á. Ui, sao sư phụ tính nóng vậy? Mình xoay có một vòng, một vài vòng mà đánh mình rồi. Đâu, mình thử mình xoay cù coi. Cái này chắc là bị chóng mặt á. Xoay xong, ui, không biết kẻ địch chóng mặt không, nhưng mà mình hơi chóng mặt rồi đó. Wow, kỹ năng này hay nha. Rồi bây giờ mình nhận nhiệm vụ mới được không ta? Vẫn nhận nhiệm vụ được nè. Mình sẽ nhận thêm nhiệm vụ ha. Ôi mà, bớt nóng đi mà. Bớt nóng đi. Ui, không giỡn nha, đừng để mình nóng nha, đụng là trụng á. Nhưng mà nói chung cái kỹ năng này cũng ok á, khá là vui ha. Gặp đối thủ mạnh thì sao nhờ? Ví dụ gặp cái địch thì mình sẽ chụp cái địch lại. Ôi, trong lúc mà mình xoay thì cái địch vẫn có thể tấn công mình nha. Ôi, vậy thì không tốt tí nào cả. Không tốt. Cái này nên hạn chế dùng thôi. Gặp mấy cái địch yếu thì còn dùng được, chứ gặp cái địch mạnh á, nó quýnh mình không trượt phát nào đấy. Gần đây mình còn phát hiện có một cái ngôi làng nữa. Wow, có nhà thợ rèn luôn nè. Thời mình tới. Ôi sao nhà thợ rèn bèo thế. Thợ rèn của cái làng này hơi bèo nha. À, còn có cái chỗ có vàng pha thuốc nữa chứ. Bỏ túi luôn, nhà đang thiếu vàng pha thuốc. Được nha. Hello mấy bác dân làng. Trời ơi, cái chuông này rung to thế. Ơi. Bọn cướp này, bọn thổ phỉ này, láo tét. Cầm súng chỉ vô dân làng ha, không được nha. Không được làm như vậy nha. Ủa, đằng kia có hai thanh niên đang định gì hả? Đang định đánh nhau, đừng. Để mình giải quyết mâu thuẫn cho. Rồi đó nha, giải quyết xong mâu thuẫn rồi. Bọn chúng bây giờ là gặp là trụng à, giang hồ thì chứ. Ủa, còn đây là đâu? Ủa, sao nhìn quen quen á nha. Có khi nào đây là nhà của sư phụ dạy kiếm? À không, đây là cái chuồng bò. Ủa? Ủa sao tự nhiên giữa chỗ đồng không mông quạnh lại có cái chuồng bò ta? Cái nhiệm vụ tiếp theo để kiểu như học được kỹ năng mới của mình, nó yêu cầu là mình phải nhặt
30 cái quả bóng canon hả? Oh my god. Cái đó mình để ở nhà hết rồi. Cái bóng canon đó mình chế tạo được không? Canon. À, chế tạo được hả? Ok la luôn. Mình đi chịu khó đi đào sắt rồi chúng ta chế tạo 30 cái trái bóng canon ha. Không biết là nó có công dụng gì trong cái việc học kỹ năng này không nữa. Rồi, xong chưa? Đó. Chế tạo được 30 cái bóng canon thì nó sẽ xong nhiệm vụ ha. Nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ tấn công, kiểu như là tấn công 5 cái địch bằng cái kỹ năng xoay mòng mòng của mình. Vậy thì dễ rồi. Tới công chuyện mấy con giúp bài này với mình sẽ xoay nó. Nắm đầu nó mình xoay ha. Xoay hơi bị dữ luôn. Xoay đều, xoay đều, xoay đều. À, và hình như khi mình xoay như vậy thì cái địch nào mà áp sát á là sẽ bị hất tung ra nha. Hình như vậy á. Chưa, để mình kiếm đông đông quái ra. Mình ví dụ mình xoay ngựa đi. Đó, mình xoay ngựa mấy con ngựa cạnh bên nó sẽ bị hất văng đi kìa. Wow. Ui, nhưng mà mình lỡ xoay phát ngựa đi luôn rồi. Ui, cái kỹ năng này lúc mạnh lúc không nha. Trời ơi, có lỗi vậy. Và cuối cùng là nhiệm vụ mình đánh 10 hit chí mạng. Có vẻ đòn đánh chí mạng này bắt buộc là mình phải dùng cái tay của mình á. Đúng không ta? Chính xác rồi, mình phải dùng tay không thì nó mới tính nhiệm vụ nha. Wow, khó vậy. Nhưng mà không sao, mình sẽ chịu khó làm cái nhiệm vụ này cho xong á. Trời ơi, thanh niên này trong lúc đang làm nhiệm vụ thì gần đây có một sư phụ khác xuất hiện rồi. Được ta. Vậy là bây giờ mình làm xong cái nhiệm vụ này là mình có thể trả nhiệm vụ ngay lập tức luôn nè. Còn 2 mạng nữa. Để mình qua đây mình farm thanh niên này. Đấm vỡ mồm liền. Đây nữa. Thêm một thanh niên nữa thôi là xong nhiệm vụ ha. Chính xác rồi. Đi trả nhiệm vụ để học kỹ năng thôi. Bữa nay mình sẽ gán mở khóa full mấy cái kỹ năng của đấu sĩ ha. Đây, nhận thêm nhiệm vụ nè. Coi bây giờ kỹ năng của mình có cái gì nào. Wow, mình có một kỹ năng mới. Nhưng mà mình phải có cái canon. Wow, tức là mình phải cầm cái trái canon này nè. Ok đây. Thanh niên này dám ăn hiếp sư phụ mình. Dám ăn hiếp sư phụ mình hả? Trời ơi, mình chọi canon cực mạnh luôn. Wow. Wow. Mình có thể chọi canon từ xa luôn nè. Ui, cái kỹ năng này làm mình liên tưởng tới Grab là ông của Luffy ấy. Cũng là người có khả năng kiểu như là chọi mấy cái quả bóng canon này nè. Trời ơi, được nha. Ôi, trời, thanh niên này láo tét. Dám ăn hiếp mình với sư phụ á. Người sao như thế nào? Xúc hắn, đúng rồi. Sư phụ mình cũng đâu phải dạng dừa. Kỹ năng mới này đỉnh thiệt chứ. Quá đã luôn. Chọi từ xa nè. Tới công chuyện rồi, vậy là sắp tới mình phải chế tạo thật là nhiều cái mấy quả bóng canon này để mình đi tấn công bọn chúng á. Thì ra là công dụng của mấy quả bóng canon này là để mình chọi cơ. Nhưng mà cái nhiệm vụ tiếp theo thì nó hơi khó một xíu, đó chính là mình phải tìm 5 cái Dial Impact. Cái này phải tìm trên đảo trên trời mới dễ á. Còn nhiệm vụ bên này thì nó yêu cầu mình là tiêu diệt 3 cái kẻ địch trong ít hơn 7 giây. 7 giây mà giết 3 tên. Wow. Mình sẽ thử dùng cái năng lực trái quỷ của mình để làm cái nhiệm vụ này cho nó dễ hơn ha. Ở đây một tên rồi. Đây thêm một tên và đằng kia thêm một tên nữa, đủ 3 tên đây nè. Mình sẽ dụ mấy tên này chậm lại để mình dễ tiêu diệt hơn ha. Vì mình có cái súng này mà. Đứng trên một đường thẳng là xác định với mình. Rồi. Ui, có 2 tên thôi. Còn 1 tên nữa. Được không? Được rồi. Thành công. Mình sử dụng năng lực trái quỷ bô mưu của mình á, đấm một phát nổ 3 tên là được ha. Giờ thì mình chỉ còn cái nhiệm vụ là tìm 5 cái impact dial với lại là tiêu diệt 5 cái địch
trong khoảng cách 30 ô bằng cái kỹ năng chọi quả cầu của mình ha. Ui, thanh niên này có haki nè. Thanh niên này bọc haki vũ trang vô cái chùy nhìn ghê vậy. Vì ta dùng súng ta bắn người. Hai biểu nguy. Người nhìn thấy ghê chị. Dùng súng bắn người luôn nè. À đây rồi, cuối cùng cũng tìm lại đường sư phụ rồi ha. Trả nhiệm vụ thôi chứ, để coi tiếp theo chúng ta học được kỹ năng gì đây. Oh, lộn, bên đây chứ. Kỹ năng... Oh, kỹ năng này thì mình sẽ kiểu như mình sẽ đấm xuống đất ha. Rồi sau đó làm chấn động rồi gây sát thương xung quanh. Uầy, cái này nghe lực vậy. Được quá ta. Để mình đi test thử coi. Ui, tự nhiên mình đang định test từ mấy dân làng thương nhân lại hả? Định test kỹ năng tôi hả gì? Đi chỗ khác đi nha. Coi gần đây có... À đây, có hải quân, hải tặc các thứ luôn nè. Mình sẽ test thử ha. Dậm xuống coi, có mạnh không? U. Ôi, cái này mạnh rồi. Được, cái này tấn công diện rộng được nè. Hợp lý ta. À mà bữa nay mình học khá là nhiều kỹ năng rồi, nên sắp tới mình muốn học thêm nhiều kỹ năng nữa. Và công việc bây giờ của mình là gán ẩm sư phụ vậy ha. Mình không có muối nào hết. Sư phụ thì 6 muối. Không biết ẩm nổi không đây. Cuối cùng thì cũng ẩm thành công sư phụ rồi. Ôi nhưng mà lúc mình ẩm thì mình không có ăn được. Nè. Người như nào? Ê, ẩu rồi nha. Thôi, bỏ. Giờ mình đang ẩm sư phụ nên hơi ráng xíu. Đi về thôi. Công việc còn lại là cố gắng về nhà càng sớm càng tốt ha. Để chúng ta có thể kiểu như là để sư phụ vô một cái góc nào đó. Mỗi lần muốn học kỹ năng là mình có sư phụ để học kỹ năng liền luôn. Không cần phải kiểu như đi tới đi lui chi cho mệt ha. Tuyệt vời. Ơ nhưng mà khoan, giờ để sư phụ chỗ nào mới hợp lý nè. Kiếm chỗ nào xong mình rào lại luôn nha. Ôi, cái gì đó? Ê khoan, cái tiền tri nã của mình bị... Hình như mình mới tăng tiền tri nã rồi. Dấu hiệu nhận biết là cái tiền tri nã cũ nó sẽ có dấu ít như, dấu gạch như vậy ha. Quay, được quá ta. Còn bây giờ thì trở lại công việc chính của mình. Mình sẽ... Ê, đừng đi mất nha. Ẩm gì đây mệt lắm đó. Mình sẽ đặt tên cho sư phụ của mình ha. Để có gì sư phụ còn dạy kỹ năng cho mình nữa. Đây. Yeah. Và mình cũng sẽ tìm cách rào cái chỗ này lại mới được. Giờ thì nghỉ chạy nha. Mình mốt là muốn học kỹ năng là học liền ngay tại đây à. Ô, và chỉ còn một cái cú đấm vua thôi là mình chưa học thôi á. Thôi thì sắp tới mình sẽ gắng học sau. Còn bây giờ thì mình trở lại với công việc hàng ngày của mình. Đó chính là đi săn tìm rương kho báu thôi. Bữa nay thì mình đã có thêm một cái rương bạc rồi. Mình sẽ để đây ha. Hy vọng là chuyến đi tiếp theo của mình sẽ săn được thêm thiệt là nhiều những trái quỷ mới nữa. À mà khoan, trước khi đi thì để mình lấy thêm một ít đá cái đã. Để chúng ta có thể chế tạo được kiểu như là thật là nhiều những cái cục canon ha. Vì mình cần canon để chúng ta có thể phát huy được tối đa sức mạnh của cái kỹ năng chọi cái bóng canon của mình. Đây, thêm được 14 trái ha. Mặc sức đó mà chọi luôn. Ừ nhờ. Hay là bây giờ mình mở luôn rương trái quỷ này ta. Hay là để dành bữa nào hên cái mình mở chung một bữa. Tò mò thiệt á. Thôi giờ, mình không mở trái quỷ thì mình cũng có thể ăn trái quỷ mà ta. Chắc một xíu mình sẽ test năng lực của trái Magu này mới được. Nói làm liền luôn ha. Mình sẽ... cái tàu hải quân này không biết nó cháy xong chưa nhờ. Có vẻ là nó cháy xong rồi kìa. Giờ mình qua đó không biết là còn hải quân nào ngoài đó không nhờ. Vẫn còn. Còn nhiều là đằng khác luôn. Mình sẽ ăn liền cái trái Magu này để chúng ta test sức mạnh ha. Rồi, đây là trái kiểu nhung nham thôi. Kỹ năng của nó thì hầu hết là đều liên quan tới nhung nham nè. Khá là đáng đi chúng ta test thử nha. Và đây là trái hệ Logia, thế nên mình sẽ có được một cái nội tại từ cái trái Magu nè. Hình như là với cái nội tại này thì mình sẽ... Hình như là miễn nhiễm với những cái sát thương vật lý đúng không ta? Bắn thử coi.
Ừ chính xác rồi, nó không thể tấn công mình được luôn nè. Cầm súng mà đâu có làm xi nhê gì mình được đâu. Oh. Còn mình thử tấn công nào, kỹ năng đầu tiên. Ui. Ui cái trái ma gương này mạnh cực. Kiểu như mình đấm ra một cái cú đấm nhung nham á. Wow. Ngoài ra thì mình còn có thể di chuyển ở trên nhung nham nữa nè. Đây là trái của thanh niên đô đốc Akenu nè. Khá là mạnh á. Lạng hoạn ăn một đống nhung nham là đi liền. Còn kỹ năng thứ hai thì sao? Ồ, kỹ năng thứ hai là liên hoạn đấm nhung nham luôn. Trời trời trời. Toàn kỹ năng có khả năng kiểu như là phá hủy công trình cực mạnh thôi. Kỹ năng thứ ba. À, kỹ năng thứ ba là cả một cái bàn tay nhung nham ha. Wow, ra là vậy. Còn kỹ năng thứ tư. Rồi rồi, dẫn sức rồi, làm gì đây? What? Kỹ năng này biến kiểu như là nguyên con thuyền này thành thuyền nhung nham luôn. Nếu mà cái trái này phát huy tối đa sức mạnh thì có thể nói là cực kỳ dữ dằn luôn ha. Trời đất, coi này mình mới thi triển có vài kỹ năng thôi mà cả một con tàu hải quân to đùng đã biến thành cái mớ hỗn độn như vậy rồi. Còn kỹ năng, còn hai kỹ năng mình chưa test nè. Kỹ năng thứ năm thì sao? Test thử luôn coi, coi như thế nào ha. À, kỹ năng thứ năm là mình đi tới đâu nó sẽ biến thành nhung nham tới đó. Kiểu kiểu vậy. Cũng mạnh, cũng hay. Nói chung là trái này sẽ rất là mạnh khi mà mình chiến đấu trong cái môi trường nhung nham ha. Và coi này, khi mình chiến đấu với một cái phó đô đốc hải quân nè. Đụng mình không xi nhê luôn mà. Ờ, quá là khỏe luôn á. Còn kỹ năng cuối cùng của mình là cường hóa cái tay mình thành cái tay nhung nham. Chu chua. Một đấm một mà gây được quá trời sát thương lên phó đô đốc hải quân luôn. Ui, cái trái này nói chung là chiến đấu là cực kỳ đỉnh nha. Nhưng mà cũng khá là nguy hiểm nếu như mình sử dụng nó gần nhà. Nhất là cái nhà mình là nhà cây nữa chứ. Ui, cái trái này đem đi quẩy thì ngon chứ ở nhà là thấy hơi toan á. Ôi ôi ôi. Nhưng mà với kỹ năng này thì mình sẽ gián tiếp tạo ra được những cái con quái vật nhung nham nha. Ui, nó còn đánh mình nữa kìa. Láo tét con này. Cho nó ăn cú đấm nhung nham của mình liền. Zombie Ripper rồi hả? Xử lý nó luôn. Cực mạnh. Và vừa rồi đó chính là sức mạnh của trái Magu ha. Nói chung trái này cực kỳ đáng gờm luôn á. Sẽ có dịp mình sẽ dùng trái đó để đi quẩy thiệt sự. Còn nãy chỉ là màn test thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên đường để đi tìm một cái vùng biển mới, nơi có thật là nhiều những con tàu cướp biển hoặc là tàu hải quân mới cho mình có thể khám phá ha. Giờ thì lên đường thôi. Bây giờ thì mình đã có cái kỹ năng chọi cái quả đại bác cực mạnh rồi. Nên ví dụ mà cái con cá vô duyên nào xuất hiện gần mình ha, mình sẽ chọi nó liền. Lộn kỹ năng. Mình sẵn mình test thử mình bơi thuyền rồi mình có dùng được kỹ năng chọi canon cực mạnh hay không? Ồ, mình chọi được nha. Rồi tới sớm với con cá vô duyên rồi. Nó thử nó đụng vô mình đi, mình chọi nguyên quả canon vô mồm nó liền á. Đối tượng đã nằm trong tầm kiểm soát. Người có ngon vô đây, vô đất liền chơi ta. Ở ngoài không chơi đâu. Lại đây nhóc ác, lại đây. Ui, nó mắc kẹt ở trong đó hay sao á. Ui da, ui con nhỏ này. Chơi gì kỳ cục vậy? Biết là xô người ta xuống nước là nguy hiểm lắm không? Con nhện vô văn hóa này. Mình sẽ chọi cho nó một cái trái bóng canon cho nó biết mới được. Này thì nhện vô văn hóa. Rồi, mấy con cá này lại đây. Mình nắm nó mình xây mòng mòng luôn. Con cá láo tét, con cá láo tét. Quay cho người chống cả mặt luôn. Con cá láo tét. Chưa bụng ta lắm. À, ngươi lên bờ rồi, ngươi tới số với ta. Ngươi tới số với ta liền. Ồ, đi cả buổi trời tìm được đúng một con thuyền. Ông cái này giống cái bè hơn là cái thuyền á. Trời đất ơi. Bèo gì mà bèo dữ không biết nữa. Rồi trong cái bè này. Ui đấy, ai đánh mình đấy. Ui, bè này có cướp biển. Ôi, trên cái bè này còn có cướp biển nữa. Có một cái saber của cướp biển nè. À, lượm luôn.
Ồ, nhưng mà được cái biết gì không? Mình có thể ở đây farm những tên cướp biển này để cày ngọc lục bảo khá là tốt luôn á. Một tên sẽ cho mình cỡ 2-3 viên ngọc lục bảo nè. Ồ. Ê mấy chứ, ngồi đây mình farm ngọc lục bảo cũng khá là ok á. Chuyến đi này thất bát rồi. Nói chung thì bữa nay ít ra thì mình còn có được một trái quỷ từ việc đánh chiếm cái tổng bộ hải quân ha. Còn đỡ được tí. Chứ ra biển là bữa nay là hơi bị xui luôn á. Thôi thì trong thời gian sắp tới mình hy vọng là chúng ta sẽ may mắn hơn trong việc tìm những cái con tàu hải quân và hải tặc á. Và sớm nhận được cái mức truy nã mới của mình. Hơi bị tò mò luôn. Không biết là mức truy nã mới của mình là bao nhiêu. Các bạn dự đoán xem với sức mạnh hiện tại của mình thì mình bị sẽ bị truy nã cỡ bao nhiêu belly nha. Mình đoán là chắc cũng vài nghìn nữa nha, chứ không phải 1.000 ít ỏi như vậy đâu. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong cái ngày phiêu lưu để học những cái kỹ năng mới và tăng tiến sức mạnh của mình. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ sở hữu nhiều trái quỷ mới mẻ và mạnh hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.